Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình online cùng DNRTV trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai, cập nhật các tin tức nóng hấp dẫn liên quan đến an ninh trật tự, an toàn giao thông và đời sống của dân trong tỉnh và cả nước. Chương trình trưa nay thứ ba ngày 30 tháng 4 năm 2024, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý sau đây. Đồng Nai kiểm tra 9 cơ sở kinh doanh có điều kiện, phát hiện nhiều sai phạm. Cơ quan chức năng Đồng Nai vào cuộc vụ hơn 100 tấn cá chết trên hồ sông Mây, Trảng Bom. Độc đáo ngôi làng có truyền thống vít đầu thiên hạ. Mở đầu với các thông tin đáng chú ý vừa được chúng tôi cập nhật. Thưa quý vị, mới đây, Công an tỉnh Đồng Nai đã triển khai 9 tổ công tác với gần 300 cán bộ chiến sĩ, đồng loạt kiểm tra 8 cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn thành phố Biên Hòa và 1 cơ sở tại huyện Long Thành. Qua kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện cả 9 cơ sở đều vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy. Một số nhân viên và khách sử dụng ma túy, hút xì xa, sử dụng bóng cười, sử dụng vũ công ăn mặc gợi cảm, sử dụng trang phục, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn, hành vi trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội. Kiểm tra giấy tờ tùy thân, test nhanh ma túy đối với 600 người là nhân viên và khách, phát hiện 19 trường hợp dương tính với chất ma túy. Bước đầu đoàn kiểm tra đã lập biên bản làm việc ghi nhận nội dung theo từng lĩnh vực, tạm giữ 165 chai rượu mang nhãn mác chữ nước ngoài, 21 bình khí N2O, 42 hộp nguyên liệu để pha chế shisha và hàng trăm bóng cao su, bóng cười chưa qua sử dụng. Trên cơ sở các vi phạm, lực lượng công an đã lập biên bản xử lý đối với các chủ cơ sở theo quy định pháp luật. Sáng nay, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Công an thành phố Biên Hòa và các cơ quan chức năng liên quan điều tra vụ việc một thanh niên rơi từ tầng cao của công trình xây dựng tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ hôm qua, tại công trình xây dựng một tòa nhà chung cư cao tầng nằm trên đường Hà Huy Giáp, thành phố Biên Hòa, người dân sống cạnh bên công trình nghe tiếng động mạnh. Khi người dân tới thì phát hiện nam thanh niên nằm tử vong trên hàng rào bằng tôn sắt bên hẻm sát công trình tại khu phố 1, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa. Bước đầu xác định nạn nhân khoảng 30 tuổi, mặc quần sọt, áo thun và trên người không mang theo giấy tờ. Nhận định bước đầu của lực lượng công an có mặt tại hiện trường, có thể nạn nhân đi từ bên ngoài vào công trình rồi đi lên tầng cao của công trình và bị rơi xuống tử vong. Hiện nguyên nhân sự việc đang được lực lượng công an điều tra làm rõ. Tối qua, một vụ tai nạn giao thông chết người xảy ra trên quốc lộ 14 đoạn qua thôn 3 xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước giữa xe máy và người đi bộ khiến hai người tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút tối qua, Phan Bá Thắng, 24 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai, điều khiển xe máy biển số 81B3-28895 lưu thông trên quốc lộ 14 theo hướng thành phố Đồng Xoài đi tỉnh Đắk Nông. Đến thôn 3 xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, bất ngờ tông vào ông Nguyễn Văn Cường, 55 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, đang đi bộ qua đường. Cú tông mạnh khiến cả hai người và phương tiện bị văng lên phía trước nhiều mét, tử vong sau đó. Chiếc xe máy hư hỏng, nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. Thưa quý vị, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho nhân dân vui chơi kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, từ ngày 26 tháng 4, Công an tỉnh Đồng Nai và các địa phương trong tỉnh Đồng Nai đã triển khai kế hoạch ứng trực 100% quân số, đồng thời phối hợp lực lượng ra quân cao điểm dịp lễ nhằm kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông và phòng ngừa ùn tắc giao thông. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại thành phố Biên Hòa. Đội Cảnh sát Giao thông và Trật tự Công an thành phố Biên Hòa vừa phối hợp với Công an các phường lập 3 chốt kiểm soát nồng độ cồn trên 3 tuyến đường Trần Quốc Toản, khu vực phường An Bình, đường Đồng Khởi và đường Đặng Văn Trơn, nối qua cầu Bửu Hòa. Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết người dân tham gia giao thông chấp hành tốt các quy định về an toàn giao thông. Cá biệt có vài trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị lực lượng kiểm tra phát hiện đều được xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Mình không uống mấy đâu, hôm nay tình cờ là bạn bè bảo nghỉ lễ mình đi nhậu tí, em cũng kinh nghiệm một lần sau đi xe ấy, là không uống rượu bia với nồng độ cồn thôi khi lái xe. Em uống đám giỗ nhà bà con hồi chưa có 1-2 lon bia à, em ngủ em quen mà em dậy dạy cả hai đấy, chuyện của con này quen nhà ông dạ đi làm cả hai đứa với con tôi với đâu. Từ đầu năm đến nay, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Biên Hòa diễn biến phức tạp. Để đạt mục tiêu năm an toàn giao thông 2024 với chủ đề thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, đội cảnh sát giao thông và trật tự công an thành phố Biên Hòa đã tăng cường công tác tuyên truyền, tập trung kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông. Trong đó bao gồm chuyên đề về nồng độ cồn, ma túy đã phát hiện xử phạt gần 2.000 trường hợp,
xe chở hàng quá khổ quá tải hơn 100 trường hợp, lái xe quá tốc độ cho phép hơn 600 trường hợp. Qua 3 ngày đầu ra quân kiểm tra dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, lực lượng công an thành phố Biên Hòa đã phát hiện gần 70 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn. Trong dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm 2024 năm nay thì ngoài các cái việc mà điều tiết giao thông trên địa bàn thành phố Biên Hòa thì đội cảnh sát giao thông Biên Hòa tập trung xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, điều khiển xe tham gia giao thông nhằm đảm bảo cho bà con nhân dân lưu thông trên địa bàn thành phố Biên Hòa được yên tâm và bình an, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, đã uống rượu bia thì không được điều khiển xe tham gia giao thông. Với sự nỗ lực của các lực lượng chức năng thành phố Biên Hòa, hy vọng sẽ tạo chuyển biến tích cực, nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông, góp phần kéo giảm tai nạn và ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Biên Hòa nói riêng và tỉnh Đồng Nai nói chung. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La đã vận động thành công đối tượng bị truy nã Trần Thị Hạnh, 56 tuổi, trú tại xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, Sơn La, ra đầu thú sau hơn 24 năm lẩn trốn. Theo cơ quan công an, Hạnh và chồng là đồng phạm trong vụ án mua bán trái phép 323,5 gram heroin bị Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an phát hiện năm 2000. Sau đó, Trần Thị Hạnh và Nguyễn Văn Quyết, chồng của Hạnh, bỏ trốn khỏi địa phương nên đã bị truy nã. Năm 2008, Nguyễn Văn Quyết bị lực lượng công an Sơn La bắt, đã bị điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án xong vào năm 2021. Sau khi được lực lượng công an, cấp ủy chính quyền địa phương và người thân tuyên truyền, vận động, Trần Thị Hạnh đã trở về địa phương và đến cơ quan công an đầu thú. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhân Trạch vừa phối hợp cùng Hạt Kiểm Lâm, các cơ quan chuyên môn của huyện, Ủy ban Nhân dân xã Phước An và Ban Quản lý rừng phòng hộ Nhân Trạch Long Thành, tiến hành đưa hai cá thể rái cá vút nhỏ còn sống thuộc nhóm 1B, nguy cấp quý hiếm, thả về với môi trường tự nhiên tại khu rừng ngập mặn Nhân Trạch thuộc xã Phước An, huyện Nhân Trạch. Do Ban Quản lý rừng phòng hộ Nhân Trạch Long Thành quản lý. Được biết đây là hai cá thể động vật quý hiếm được phát hiện đang nuôi nhốt tại xã Phước Thiền, huyện Nhân Trạch vào ngày 19 tháng 4, 2024, đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện thụ lý, điều tra vụ án vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã tiến hành trưng cầu giám định, lấy ý kiến các ngành chuyên môn xác định loài rái cá vút nhỏ có địa bàn sống phổ biến hiện nay, tập trung ở khu vực rừng ngập mặn thuộc xã Phước An. Được trạm chăn nuôi thú y huyện kiểm tra tình trạng sức khỏe tốt, khỏe mạnh trước khi thả ra môi trường tự nhiên. Việc thả các cá thể động vật về với môi trường tự nhiên là phù hợp để sinh tồn và phát triển, đồng thời cũng bảo tồn được các loài động vật quý hiếm theo quy định. Tin mới nhận chiều qua, đoàn công tác gồm Công an huyện Trảng Bom, đội nuôi trồng thủy sản Hồ Sông Mây thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và trạm quản lý khai thác công trình thủy lợi Biên Hòa thống nhất Vĩnh Cửu Trảng Bom thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai đã làm việc tại Hồ Sông Mây, huyện Trảng Bom về tình trạng cá chết. Theo thông tin từ đội nuôi trồng thủy sản Hồ Sông Mây, nơi đây đang nuôi hơn 100 tấn cá các loại trên diện tích mặt nước của hồ với gần 197 hectare. Tại thời điểm cao trình đỉnh đập, diện tích mặt nước những ngày qua chỉ còn khoảng 2 hectare, độ sâu mặt nước thấp, nơi sâu nhất cao khoảng 1 mét so với đáy hồ. Và số lượng cá trong hồ đã chết gần hết, số lượng còn sót lại không đáng kể. Hiện tượng cá chết tại hồ Sông Mây đã diễn ra khoảng một tuần nay, nhưng bắt đầu từ ngày 28 tháng 4, cá chết hàng loạt vì lượng nước trong hồ xuống thấp. Tiếp tục chương trình là các thông tin đáng chú ý trên các lĩnh vực khác. Thưa quý vị, làng Kim Liên thuộc phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội, nổi tiếng với di tích lịch sử đình Kim Liên, một trong tứ trấn Thăng Long xưa và cũng là di tích quốc gia đặc biệt. Tuy nhiên có lẽ ít ai biết được rằng nơi đây đã có làng nghề truyền thống với lịch sử hàng trăm năm làm nghề cắt tóc mà nhiều người vẫn thường gọi vui làng nghề vít đầu thiên hạ. Khi thời Lê Sơ, thầy địa lý Tà Ao, thầy đi qua giếng đình chúng tôi, hỏi rằng muốn làm nghề gì để cụ chấn niệm cho. Thì các cụ mới bảo là chúng tôi muốn làm nghề đề đầu viết cổ thiên hạ. Thì ngài chấn cho một cái hòm đá và một bài chấn niệm tạm dịch. Giang sơn một chát, gương lực dao, chơi ngông gọt gáy khách anh hào, dâu thánh tướng lào ta cũng mặc, viết cổ vô say chẳng sợ lòng. Thế từ đó làng nghề chúng tôi là tất cả làng nghề thanh niên đi làm nghề tóc. Cụm từ đó, nghề cắt tóc,
cạo râu được người dân làng Kim Liên cha truyền con nối. Người thợ làng nghề còn từng được vua Bảo Đại mời vào cung cắt tóc. Nghề cắt tóc từng là một trong những nghề ăn nên làm ra nhất của người dân làng Kim Liên, đặc biệt là thời kỳ Pháp thuộc. Khi ấy có đến 70% người làm nghề, nhiều gia đình có đến 3 đến 4 thế hệ. Kỹ thuật cắt tóc ở đây cũng rất đặc biệt. Tôi thì học nghề từ năm 14 tuổi, chỉ cần 15 phút mà kéo một lược cắt tròn vo vo. Thợ cắt tóc cứ quy ra một bát phở hoặc một cân gạo là một cái tóc làm, đã đi làm là không sợ đói. Nghề cắt tóc có giá trị như thế nhưng cũng từng đứng trước nguy cơ mai một. Tuy nhiên đến nay, nhiều người vẫn miệt mài tiếp nối truyền thống làm đẹp cho đời của cha ông. Làng nghề truyền thống tóc Kim Liên hiện có 40 người làm nghề, trong đó có 9 nghệ nhân. Để khôi phục và duy trì nghề truyền thống, cứ vào giữa tháng 3 âm lịch hàng năm, trong ngày hội làng truyền thống tại đình Đền Kim Liên, người dân làng nghề là làm lễ giỗ tổ nghề, đặc biệt là tổ chức các cuộc thi và cắt tóc miễn phí cho người dân. Từ nhỏ là hội làng tôi vẫn ra đây cắt tóc miễn phí, cho nên bây giờ tôi đi lại khó khăn để con cái tôi vẫn đưa tôi ra cắt tóc. Nhà tôi thì không có người làm nghề cắt tóc, nhưng tôi rất là tự hào là tôi ở cái làng cụ tổ sinh ra cắt tóc. Tuy nhiên không ít người lại rất bất ngờ với điều này. Tôi vô tình đi qua đây và thấy có cái hội làng và thấy có cắt tóc, là biết được là ở đây là có tổ nghề cắt tóc, nghe cũng hơi giật mình. Cũng ở Hà Nội, cái đình làng Kim Liên lại có tổ nghề cắt tóc ở đây cũng khá thú vị. Ngày nay, xã hội đã có nhiều thay đổi, nhưng các thế hệ người dân làng Kim Liên vẫn miệt mài gìn giữ nghề truyền thống của cha ông, làm đẹp cho đời và góp phần làm phong phú thêm cho mảnh đất trăm nghề, Thăng Long, Hà Nội. Thưa quý vị, tại Đồng Nai, nhằm đẩy mạnh các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Định Quán đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền tới hội viên phụ nữ về ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ, đặc biệt là tập luyện và biểu diễn bài dân vũ mẫu chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, liên khúc qua miền Tây Bắc, chiến thắng Điện Biên, Đinh Lã ơi, do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xây dựng. Hưởng ứng hoạt động này, hiện nay các chi tổ hội phụ nữ và các câu lạc bộ dân vũ thể thao tại thị trấn Định Quán cũng như toàn huyện Định Quán, Đồng Nai đang tích cực luyện tập, tham gia biểu diễn tại các sự kiện của địa phương tổ chức và thực hiện quay clip biểu diễn để gửi về Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Chỉ sau khoảng một tuần tập luyện, các hội viên tổ phụ nữ trường mầm non Phú Hiệp đã luyện tập thành thục bài dân vũ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 7 tháng 5 năm 1954, 7 tháng 5 năm 2024. Đơn vị chúng em cũng rất là tự hào và phấn khởi khi mình được tập luyện bài múa này. Và qua bài múa này thì chúng em muốn gửi đến những lời tri ân, những lời cảm ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay dành cho các bậc cha anh đi trước đã đánh đổi xương máu để tạo nên một lịch sử vẻ vang và hào hùng. Khác với việc tập luyện của hội viên phụ nữ tại các đơn vị trường học, các câu lạc bộ dân vũ thể thao tại các khu phố, ấp lại không mấy thuận lợi. Do đặc thù công việc, mỗi thành viên khác nhau nên thời gian tập luyện cũng phải linh động về giờ giấc. Bên cạnh đó, độ tuổi của các thành viên cũng khác nhau, có thành viên chỉ trên dưới 30 nhưng có thành viên đã ngoài 70 nên việc tổ chức luyện tập cũng gặp khó khăn nhất định. Tuy nhiên, chị em đều hưởng ứng tập luyện bài dân vũ mẫu rất nhiệt tình. Qua luyện tập không chỉ giúp cho chị em rèn luyện thân thể mà còn thêm yêu quê hương, đất nước, lịch sử hào hùng của dân tộc. Để hướng tới những cái hoạt động ý nghĩa kỷ niệm ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ thì các cô cũng hăng say tập luyện, mặc dù thời tiết nó có nắng nóng nhưng mà cũng cố gắng khắc phục để nhằm tập luyện cho tốt, lan tỏa cái tinh thần tích cực, phụ nữ vui khỏe. Với tinh thần hưởng ứng các phong trào thể thao, văn hóa và hòa trong không khí hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Định Quán đã đăng và tiếp tục tổ chức cho các chị em tham gia luyện tập, biểu diễn tiết mục dân vũ trong các sự kiện phù hợp tại địa phương. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, nhằm góp phần tạo đợt sinh hoạt chính trị sôi động với tinh thần phụ nữ cả nước hướng về Điện Biên. Thông tin trên cũng đã khép lại chương trình online cùng DNRTV trưa nay trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Nếu có bất kỳ thông tin và ảnh gì cần chia sẻ,
liên quan đến các lĩnh vực đời sống, an toàn giao thông, an ninh trật tự v.v. Quý vị và các bạn có thể gửi mail về cho chương trình theo địa chỉ tin nóng Đồng Nai a@gmail.com. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình trưa nay. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.